Không có nắp hố ga à? Ra điện đây. Cứ để này à? Cứ để này rồi, không có hố ga rồi. Anh là người đậy đống gai luôn. Người ta không đậy. Anh đậy à? Anh là người đậy, anh là người đậy người luôn, người ta không đậy đúng không? Hôm nay thì con lại vừa anh đấy cảnh báo luôn đấy. Chỗ này ta lại chết người liên tục. Ta lại hả? Hôm nay chết được kia sao cũng khác. Vừa ta lại nó thấy không? Thế anh ạ, hai anh em kênh tre đây à? Cảm ơn anh. Vâng. Không có cảnh báo nào đúng không? Đây, chết qua còn bỏ bớt xuống đây cũng một chất đống này. Làm đâu mà nó lại gạch bó sắt rồi, kia là kia làm đó, kia làm đó, kia là kia đó là đúng rồi. Nhưng mà nói nó lại chị dân biết của người đó. Ở đây chú. Nó có ở đây đâu mà nói, tại vì là mọi người làm tưởng là nó làm xong nhưng mà nó đang làm dở đây. Mình không nói là cái kho, mình chỉ nói quản lý thôi. Đúng rồi, thì nói mới quản lý, không gặp quản lý không? Không ai làm sắt đây à? Không làm sắt đây. Nó đứng đây thì nó đang làm. Thế thì hôm nay làm dở thì nó không thấy nó đến nữa.